Đẹp quá các chị nhà mình ơi, chị nào vào rồi nhanh tay chia sẻ livestream này của em nhé. Ngày hôm nay bên em chỉ còn hơn chục chiếc đồng hồ này thôi. À, đồng hồ nữ Rolex này từ giá niêm yết là hơn 1 triệu. Ngày hôm nay bên em xả hàng cho chị em mình với giá chỉ còn là 299 000 và miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Chị em nào đặt hàng lên đơn nhanh cho em đúng pháp là G1 cộng số điện thoại để lại số điện thoại ngay dưới viết này cho em nhé. G1 là một mẫu đồng hồ Rolex của nữ này, mặt kính size 20, chống nước chống xước 3 ATM cho các chị nhà mình, không phai màu, không dí màu đi mưa đi gió tắm rửa giặt thoải mái cho em luôn. Và em chỉ còn hơn chục chiếc thôi nên ngày hôm nay em xả lỗ vốn cho chị em mình là 299 000 và miễn phí tiền giao hàng nhá. Thứ nhất là mặt kính của nó là size 20, dây của nó là dây kim loại chống dí này, viền trắng pha với viền vàng rất là đẹp và thanh thoát. Bên trong của nó là mặt trắng cho các chị nhà mình và tất cả các chữ số của nó đều là đính đá cho các chị nhà mình và kèm có cả ngày giờ cho các chị nhà mình nên là hoàn toàn yên tâm. Cái thứ ba nữa là buổi tối các chị vẫn có thể xem giờ bình thường vì là kim của nó phát quang cho các chị nhà mình nhá hôm nay em chỉ còn hơn chục chiếc thôi em xả lỗ vốn cho các chị để dọn kho luôn nên là chị nào nhanh tay thì được mà chậm tay hết hàng các chị nhớ chia sẻ livestream để em miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi cho các chị nhà mình nhá 299.000 và miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi thôi chị em nào đặt hàng lên đơn nhanh cho em là g1 cộng số điện thoại cứ để lại số điện thoại ngay dưới viết này, bên em sẽ có nhân viên liên hệ tư vấn để chốt đơn cho các chị nhà mình nhá và vẫn kèm cho các chị nhà mình một thẻ báo hành một đối một nếu như có lỗi của nhà sản xuất và báo hành trọn đời cho các chị nhà mình không phai màu không gì màu đi mưa đi gió tắm rửa giặt thoải mái cho em luôn đấy và hơn chục chỉ còn hơn chục chiếc thôi nên là sắp hết rồi chị nào cứ để lại số điện thoại trước thì em chốt trước chị nào để lại số điện thoại sau thì em chốt sau các chị nhá đây ạ em đeo vào tay mẫu cho các chị nhà mình này mặt của chó, mặt của nó là mặt trắng này đeo rất là đẹp và thanh thoát các chị thấy chưa ạ và thứ hai nữa là các chị rất dễ kết hợp quần áo cho mình luôn nhá với giá chỉ còn là 299.000 một chiếc miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi như này thì các chị không nhanh tay được không còn hàng đâu và các chị tay to tay nhỏ các chị có thể cắt mắt thoải mái luôn cho em luôn nhá mẫu đồng hồ này nhà em đang bán hơn một triệu cơ nhưng ngày hôm nay chỉ còn hơn chục chiếc giảm giá cho chị em mình là 299.000 và miễn phí tiền giao hàng và máy của nó là máy thụy sĩ chạy bằng pin và pin của nó các chị yên tâm cho em là 3 năm các chị mới phải thay pin một lần nên là đeo thoải mái cho em luôn, chống nước, chống xước cho các chị nhà mình. Chị nào đặt hàng lên đơn nhanh cho em là G1 cộng số điện thoại. Ok chị Lan Anh chốt chị G1 một chiếc này 299.000 và miễn phí tiền giao hàng. Chị Thảo Phạm ok chốt chị G1 một chiếc 299.000 và miễn phí tiền giao hàng. Chị Mai, Lý Thị Mai này Chốt cho chị này G11 trước 299.000 và miễn phí tiền giao hàng nhá. Các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, không đẹp em không lấy tiền các chị đâu nên là hoàn toàn yên tâm. Chị Trần Thị Thu Uyên này chị nhận được đồng hồ rồi đẹp lắm cho chị thêm một chiếc ok tình yêu luôn ạ. Rồi chị Trần anh Bắc ok chốt cho chị này 299.000 và miễn phí tiền giao hàng nhá. Chị Phương Phương này Ôi em ơi sao bán rẻ thế Đúng rồi chị ơi ngày hôm nay chỉ còn hơn chục chiếc thôi Em xả lỗ vốn cho các chị nhà mình rồi Nên là các chị tranh thủ mà lấy không phải lúc nào cũng có giá như này đâu Mà hãng của nó là hãng Zolex cho các chị nhà mình nhá Đấy tay to tay nhỏ đeo thoải mái cho em luôn Đây em lại đeo mẫu cho các chị này Đấy đẹp không ạ Quá là sang luôn Nhanh tay thì còn mà chậm tay hết hàng nhá Cứ để lại số điện thoại cho em là G1 kèm số điện thoại Để lại số điện thoại ngay dưới viết này Bên em sẽ có nhân viên liên hệ tư vấn để chốt đơn cho các chị nhà mình luôn nhá các chị nhá